Thưa quý vị, hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 vừa được Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sáng nay, 5 tháng 7. Gần 550 đại biểu là lãnh đạo và công chức viên chức trực tiếp tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị. Lãnh đạo cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tìm hiểu những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nghị định số 59 năm 2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng, nghị định số 134 năm 2021, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 59 năm 2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng, nghị định số 130 năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030. Các đại biểu còn được tìm hiểu kế hoạch số 24 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại tỉnh, tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.